Chào các con, cô hướng dẫn các con làm vở bài tập toán bài 106. Chúng ta bước vào bài số 1 nhé. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 20 dm, chiều rộng 1,5 m và chiều cao 12 dm. Ngay đề bài cho mình biết đây là hình hộp chữ nhật có chiều dài 20 dm, có chiều rộng 1,5 m, có chiều cao 12 dm. Và do ba kích thước này khác đơn vị nhau, do đó ta phải đổi ha. Ta phải đổi 1,5 m bằng bao nhiêu decimet. Chúng ta ôn tập một chút nè. Mét sang decimet là hai đơn vị liền kề nhau, vậy hơn kém nhau 10 lần. Và mét sang decimet là tăng lên 10 lần. Do đó ta lấy 1,5 nhân cho 10, số thập phân nhân cho 10, ta sẽ dời dấu phẩy sang bên phải một chữ số. Như vậy 1,5 giờ sang một chữ số, ta ra được là 15. Như vậy ba đơn vị lúc này đã cùng đơn vị đo rồi. Giờ chúng ta làm bài tập thôi. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật. Áp dụng công thức tính diện tích xung quanh là ta lấy chu vi đáy nhân với chiều cao, hoặc chúng ta có thể lấy tổng của chiều dài và chiều rộng nhân 2 rồi nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo. Thì đã cùng đơn vị đo rồi, ta đã đổi rồi. Vậy các con chỉ cần ráp số vô ha. Dài 20, A 20, B là 15 và C là 12. Từ đó các con tính diện tích xung quanh và đừng quên đơn vị đo là decimet vuông. B, tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Công thức tính diện tích toàn phần là ta lấy diện tích xung quanh cộng diện tích hai mặt đáy, nhưng hai mặt đáy chúng ta sẽ thay luôn ha. Chính là ta lấy diện tích xung quanh cộng chiều dài nhân chiều rộng rồi nhân với 2, đây chính là diện tích của hai đáy ha. Ta thế số vô, ta lấy kết quả của diện tích xung quanh ở câu A thế vào đây. Con thế chiều dài vô, con thế chiều rộng là 15 vô 2 nhân với 2. Tính kết quả và đừng quên đơn vị đo là decimet vuông. Bài tập này là ôn tập cho các con hai công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Điều quan trọng là các con phải tính toán cho cẩn thận để kết quả đúng ha. Vì chúng ta bước sang bài tập số 2. Yêu cầu là tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Cho biết chiều dài là 3/5 m ha, cho biết chiều dài rồi. Chiều rộng 1/4 m và chiều cao 1/3 m. Cả ba kích thước đều cùng đơn vị đo, cho nên ta không cần phải đổi. Vậy chúng ta bước sang tính diện tích xung quanh. Diện tích xung quanh thì chúng ta áp dụng công thức số 2, đó là lấy tổng dài và rộng nhân 2 nhân chiều cao. Và ta thế số vào ha. Và đừng quên đơn vị đo là mét vuông. Có bạn hỏi cô là thưa cô, con đổi ba cái kích thước này nè ra số thập phân được không? Thì cô khuyên các con là không nên đổi, vì đổi sẽ không được. Ví dụ con số 1 chia 3 này nè, nó sẽ không ra được số thập phân được, số thập phân hết đâu, mà là số thập phân vô hạn, chia hoài chia không hết. Do đó ta nên giữ nguyên phân số mà chúng ta tính ha. Bây giờ chúng ta sang diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần lấy diện tích xung quanh cộng diện tích hai mặt đáy, và chúng ta thay vào lấy diện tích xung quanh cộng dài nhân rộng nhân 2 luôn, là 3/5 nhân 1/4 rồi nhân 2. Nhớ đơn vị đo là mét vuông. Yêu cầu là sau khi tính toán xong thì phải rút gọn ha, diện tích xung quanh và diện tích toàn phần phải nhớ rút gọn cho tối giản để tính toán cho nó gọn lại. Cô hy vọng là các con sẽ tính toán đúng ha. Chúng ta bước sang bài số 3. Bài số 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Yêu cầu là tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật. Cho chiều dài, cho chiều rộng, cho chiều cao luôn. Và cả ba kích thước này đều cùng đơn vị đo là mét hết. Do đó là chúng ta quá dễ, chúng ta áp dụng công thức tính diện tích xung quanh số 2, đó là lấy tổng dài và rộng nhân 2 nhân chiều cao ha. Thế số vào 1,1 cộng 0,5 nhân 2 rồi nhân cho 1. Từ đó chúng ta tính ra kết quả, nhớ đơn vị là mét vuông ha, cả ba cả bốn cái này đều là mét vuông. Bạn nào mà tính toán mà không ra kết quả trong bốn cái này có nghĩa là bạn đó đã làm sai rồi. Còn cái số A hay B hay C hay D là đúng á thì phải do các con tính cho cẩn thận nha. Bây giờ chúng ta bước sang bài số 4. Người ta sơn mặt ngoài của một thùng tôn có nắp. Một thùng tôn có nắp dạng hình hộp chữ nhật. Chiều dài 8 dm. Cho chiều dài rồi, chiều rộng 5 dm, cho chiều rộng luôn.
chiều cao 4 dm, cho chiều cao luôn 3 kích thước cùng đơn vị, khỏi đổi luôn. Hỏi gì đây? Diện tích được sơn dưới dạng dm vuông, mà hỏi dm vuông là ta khỏi đổi đơn vị luôn rồi. Đây ta phân tích diện tích được sơn, vậy người ta sơn ở đâu nè? Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài của một cái thùng tôn có nắp dạng hình hộp chữ nhật. Một hình hộp chữ nhật có nắp luôn thì nó sẽ bao gồm 6 mặt. Như vậy sơn mặt ngoài nó có nghĩa là sơn 6 mặt của hình của cái thùng đó. Như vậy diện tích được sơn chính là diện tích toàn phần ha, sẽ lấy diện tích xung quanh cộng diện tích hai đáy. Diện tích xung quanh ta ráp công thức vô tổng ha, chiều dài chiều rộng rồi nhân 2 nhân chiều cao. Thế số vào cho cô ha. 8 cộng 5 nhân 2 rồi nhân 4. Rồi, diện tích hai đáy là lấy dài nhân rộng rồi nhân 2, 8 nhân 5 nhân 2. Sau khi tính diện tích xung quanh diện tích hai đáy xong, chúng ta sẽ tính diện tích được sơn. Và cô nhắc là lời giải phải là diện tích được sơn nhé. Chúng ta bước sang bài tập tiếp theo, bài số 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Người ta xếp 4 hình lập vuông bé có cạnh 1 cm thành một hình hộp chữ nhật. Hỏi có bao nhiêu cách xếp khác nhau? Bây giờ chúng ta phải có 4 cái hình lập vuông. Thì các con có thể tự làm lấy 4 cái hình lập vuông, hoặc là các con lấy 4 cục xúc xắc cho cô. Và chúng ta xếp thử coi có bao nhiêu cách. À, nếu mà mình đã làm xong rồi mình sẽ so sánh với cách hướng dẫn của cô. Giờ cô có cách thứ nhất là chúng ta sẽ xếp chồng 4 cái hình lập vuông đó lên nhau dưới dạng thẳng đứng. Đây là một cách. Nếu bạn nào chọn một cách thôi thì bạn đó chưa thực sự là cầm 4 cục xúc xắc để mà xếp nha. 4 cục xúc xắc này chúng ta có thể cho nó nằm ngang. Hai cách. Rồi, ngoài nằm ngang ra chúng ta có chia đôi nó ra 2 2, chúng ta cho nó nằm xuống như thế này là cách thứ ba. Hoặc là chúng ta để nó dựng đứng lên, đây là cách thứ tư. Như vậy chúng ta có 4 cách để xếp 4 hình lập vuông bé nha. Cô vừa hướng dẫn xong cho các con làm bài 106. Và trong bài này các con cần ghi nhớ lại cho cô 4 công thức toán. Đó là muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta lấy chu vi đáy nhân với chiều cao, hoặc ta lấy tổng chiều dài và chiều rộng nhân 2 rồi nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo. Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung quanh cộng diện tích hai mặt đáy, hoặc lấy diện tích xung quanh cộng dài nhân rộng nhân 2. Cô chúc các con nắm vững kiến thức, làm bài đúng chính xác ha. Hẹn gặp các con trong bài tập tiếp theo. Thân chào các con.